Chắc chắn là nó đã cho ảnh uống bùa mê thuốc lú rồi. Thời buổi này làm gì có cái chuyện bùa mê thuốc lú. Vậy thì tại sao? Tại sao ảnh vì nó mà lại biết bao nhiêu chuyện như vậy? Thì cũng giống như em thôi. Đăng Duy có làm gì đâu mà em phải sống chết đuổi theo cậu ta. Trong khi đó có rất nhiều người muốn ở bên cạnh em, sẵn sàng dâng trái tim cho em, nhưng mà em không chịu. Em lại đuổi theo một trái tim mà họ không hướng về em. Anh Đăng Duy có gì hả? Anh còn không biết sao? Đăng Duy phong độ đẹp trai, nhưng mà anh cũng phong độ đẹp trai vậy. Nhưng tại sao em không chịu? Nè, lúc này tôi không có giỡn với anh nha. Anh biết Đăng Duy hơn người ta, ở cái gia sản mà cậu ta đang thừa hưởng. Nhưng em có nghĩ rằng khi về làm vợ cậu ta, em phải chịu đựng một cô em chồng đầu óc không được bình thường. Và em có biết, với Đăng Duy, em gái vẫn là ưu tiên số 1, còn vợ chỉ là người đứng số 2 thôi. Cuộc sống giàu sang như vậy em cảm thấy có vui không? Chuyện tương lai để sau này tính. Trước mắt tôi không cam tâm chịu thua một đứa ở đợ. Em không cam tâm thì em làm được gì? Chẳng phải em đã làm tất cả mọi chuyện rồi? Nhưng rốt cuộc có được không? Tôi không cần biết. Tôi không chịu thua. Cái gì thiên kim này muốn phải chiếm chứ bằng được. Đi kia bà, em hãy bình tĩnh lại nghe nói nè. Tôi cảm ơn anh vì anh luôn ở bên cạnh tôi những lúc tôi đau lòng nhất, những lúc tôi ấm ức nhất. Nhưng không phải vì vậy mà tôi nghe lời khuyên của anh đâu. Đi kia bà, anh Đăng Duy phải là của tôi. Anh hiểu không? Thiên Kim à, Thiên Kim, Thiên Kim. Đăng Duy, Đăng Duy.